Hello! Today I'm making mussels and clams. Seafood, eh? Seafood. Butter and oil. What do you have in there? Shallots, garlic, ginger, butter, oil. What is? Chives. Oh. Oh, great. Lemongrass. Thank you.
Right.
Bà xã nói không, tôi là tour guide của ông trẻ. Ông đi lâu quá rồi. Hai quê quá. Ngồi xíu. Tôi bỏ đi. Về nguyên cả gia đình, dắt nguyên cả gia đình đi ăn đi chơi mà, thấy không? Mình mà just gonna be better. But this is glam too small. Be small. Glam too small. Muscles are big. Muscles are big. Glam này nhỏ quá các bạn. Này chắc nhỏ quá. bé tí. Làm nhỏ ăn không đã. Từ từ về mình không có nói tiếng Anh. Việt Nam mình nói tiếng Việt không à? Mình có lần mình chở em gái mình ra ngoài phía trường để đón ông xã nó về. Thì ông xã của nó hỏi thằng đó thằng nào. Cái mình mới nói chạy vô mình nói liền, nói tôi là hôm đó ôi mà chở cô này ra phía trường để đón anh á. Mà sao đi về nhà đó mới biết là mình là anh lớn của bà xã của nó. Có dịch trường Mỹ cả chết ngay chỗ đó. Dịch trường Mỹ tàu lao mà cưỡng là rồi tới mà đám cưới cho em gái mình nữa cũng là Việt kiều Mỹ, bên Việt kiều Mỹ về à, nhưng mà đám cưới thằng em trai ở Việt Nam, đám cưới Việt kiều mà anh chị nó là Việt kiều Mỹ à, mình lên mình khấn với ông già trên bàn thờ nói đây hôm nay là ngày đặc biệt quyền quân thế phụ mình kính xin ông bà cha mẹ để mình gả cho em gái mình, phải không? Mà có thằng Việt kiều Mỹ cũng Việt kiều Mỹ nó hỏi nhỏ với cái người đứng bên cạnh, ông này là ông nào vậy? Chẳng lẽ nó đi bên Mỹ quên cả tiếng Việt hay sao? Không hiểu mình nói gì. Mà mình vái lại là vái thầm đâu, mình nói lớn lên ai cũng nghe. Cũng dịch từ Mỹ vậy đó. Nên khi á, thì bà con của ổng á, thấy mình cũng là Việt, cũng Việt kiều, cũng ở bên Canada, phải không? Rồi mình chạy xe Honda rầm đi, đưa dâu mà chạy xe Honda mà không có thèm đi, xe hơi đặt vậy. Thì mình phải đứng ngang hàng với ông già bà già của bên đàn trai. Thế nhưng tại mình mà quyền quân thế vụ mà mình thay mặt ông già mình hey, thân chào các bạn. Bây giờ tới mình ăn cơm chiều đây các bạn. Nãy là mình ăn chơi thôi. Bây giờ mình ăn cơm chiều. That's okay. Đó là cá kho, canh khổ qua với cá kho, canh khổ qua tôm với cá kho. Ngon quá. Mình thích ăn cá. Không ra cá. Bắt khai cá. Newfoundland.
ngồi lên bên lên nào. Như phần lai xong chứ? Anh mệt là có rồi xong rồi chứ. Có là thế. Này cá ở bên phía đông của Canada. Kèo có trong cái lời kèo mình gọi là cái gì? Là khô qua cá kho tương đen à. Bye. They bother me. Bye.